Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng thành phố sơ kết công tác quý 1 năm 2024 với kết quả nhìn chung hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể, những kết quả đạt được như tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Trung ương, thành quỹ và đảng quỹ khối, kết nạp hơn 100 đảng viên, đạt khoảng 55% so với chỉ tiêu năm. Các quỹ, các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát chức năng nhiệm vụ để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Quý 2, bằng chấp hành đảng bộ khối cơ quan dân chính đảng thành phố tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng đảng, phấn đấu thực hiện đạt và dược chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn giới học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của thành phố.